Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 15 tháng 5 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Sau một ngày thứ bảy rất sôi động thì các trận cầu vào Chủ nhật cũng đã đem lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc thật đặc biệt. Vậy chi tiết kết quả những cuộc đấu của những ông lớn đêm qua ra sao? Còn tin tức gì đáng chú ý ở thế giới bóng đá hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Chỉ phải đến làm khách trên sân của một đội bóng đang đua trụ hạng là Everton trong khuôn khổ vòng 36 giải Ngoại hạng Anh và Manchester City đã rất biết cách để làm hài lòng các cổ động viên của mình. Đoàn quân của Pep Guardiola là bên mở tỷ số trước ở phút thứ 37 do công của Ilkay Gundogan. Mọi thứ sau đó tiếp tục diễn ra theo chiều hướng có lợi cho các nhà đương kim vô địch ở giải Ngoại hạng Anh với bàn nhân đôi cách biệt của Erling Haaland và 2-0 cũng là tỷ số sau khi 45 phút đầu tiên kết thúc. Kết quả của cuộc đấu sau đó sớm được định đoạt khi Gundogan một lần nữa lập công ở giai đoạn đầu hiệp 2 và thắng lợi 3-0 nghiêng với phía Manchester City là tỷ số cuối cùng của trận đấu. 3 điểm có được từ trận này giúp cho The Citizen giữ vững ngôi đầu khi mà giải đấu còn 2 tuần nữa sẽ hạ màn. Được chơi trên sân nhà và phải tiếp đón một trong những tập thể tiến bộ nhất mùa này là Brighton, nhưng ít ai ngờ Arsenal đã trải qua 90 phút khó khăn đến vậy. Mọi việc diễn ra tương đối êm ả trong hiệp 1 khi không bên nào có được bàn thắng, nhưng rồi kịch tính đã xuất hiện ở nửa sau của trận đấu. Julio Enciso mở tỷ số cho Brighton ở phút 51 và rồi Denis Zundat đã nhân đôi cách biệt ở những phút cuối hiệp 2. Nhưng đó chưa phải là bàn thắng cuối cùng của trận đấu khi Pervis Estupinan lên tiếng phút 90+6 để ấn định kết quả của trận đại chiến. Thất bại đậm đà 0-3 ở vòng đấu này khiến cho cơ hội vô địch giải Ngoại hạng Anh của Arsenal trở nên thấp hơn bao giờ hết. Họ hiện đã kém ngôi đầu của Man City 4 điểm nhưng lại đá nhiều hơn một trận. Đến làm khách trên sân của Espanyol trong bối cảnh sẽ vô địch sớm nếu có được chiến thắng, nên Barcelona đã nhập cuộc vô cùng quyết tâm. Ông lớn xứ Catalan vươn lên dẫn trước tới 3-0 trước khi hiệp 1 khép lại với cú đúp của Robert Lewandowski và một bàn của Alexander Balde. 45 phút tiếp theo tiếp tục chứng kiến sự sôi động của Jules Koundé khi nâng tỷ số lên 4-0 ở phút thứ 53. Các nỗ lực sau đó của đội nhà chỉ giúp họ có được hai bàn thắng của Javi Puado cũng như Joselu và thắng lợi 4-2 nghiêng về phía Barcelona là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Điều này đồng nghĩa với việc ông lớn xứ Catalan đã chắc chắn vô địch La Liga mùa này, dẫu cho giải đấu còn 4 vòng nữa mới hạ màn. Dù phải đến làm khách trên sân của Elche trong vòng đấu này, nhưng ít ai nghĩ được rằng Atletico Madrid lại có một cuộc đấu căng thẳng đến vậy. Đoàn quân của Diego Simeone hoàn toàn bất lực trong việc tìm thấy mảnh lưới đối phương và còn bị thủng lưới trước sau pha ghi bàn của Fidel ở phút thứ 41. Thời gian sau đó không chứng kiến thêm bàn thắng và thất bại 0-1 này đã khiến Atletico Madrid tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Do đã sớm vô địch Serie A nên trận đấu với Monza vào đêm qua chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với Napoli. Đoàn quân của Luciano Spalletti nhập cuộc không quá quyết tâm và họ đã sớm bị trừng phạt. Phút thứ 18, Dani Motta chọc thủng lưới các nhà vô địch Serie A và 1-0 cũng là kết quả sau khi 45 phút đầu tiên khép lại. Thời gian sau đó cũng chứng kiến sự bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ của Napoli và rồi họ còn để thua thêm một bàn nữa ở phút 54. Thất bại 0-2 dành cho thầy trò Luciano Spalletti là tỷ số cuối cùng của cuộc đấu, nhưng tất nhiên không ai có thể trách cứ đội chủ sân Diego Armando Maradona vì những trận thua ở giai đoạn này. Được thi đấu trên sân nhà trong cuộc đấu với Cremonese và Juventus đã có được 90 phút tương đối dễ dàng. Lão bà thành Turin là bên mở tỷ số trước ở phút thứ 55 do công của Nicolo Fagioli sau pha kiến tạo của Federico Chiesa. Mọi thứ sau đó sớm được định đoạt khi Bremer nổ súng ở phút 79 để ấn định thắng lợi 2-0 cho đội chủ nhà. Kết quả tích cực này giúp cho Juventus giữ vững được vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Serie A và khá chắc suất được dự Champions League vào mùa sau. Ngay sau khi trận cầu giữa Real Madrid và Getafe vào đêm thứ 7 kết thúc, thì các fan của Cành Cành Trắng đã đứng ngồi không yên trước thông tin Eduardo Camavinga dính phải một chấn thương. Theo đó, ngôi sao người Pháp phải rời sân sớm và thậm chí còn bị đồn thổi sẽ không thể ra sân trong cuộc đấu với Man City tới đây. Tuy vậy, 24 giờ sau khi vấn đề trên xảy ra, thì các nguồn tin đã xác nhận việc cầu thủ 20 tuổi không gặp điều gì quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể ra sân trong cuộc đấu với The Citizen.
là người có công lớn giúp cho Atletico Madrid vươn tầm trở thành một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha, nên chuyện hợp đồng của huấn luyện viên Diego Simeone rất được các cổ động viên quan tâm. Không ít fan của Los Rojos Blancos đã bày tỏ lo ngại về việc chiến lược gia người Argentina sẽ rời bỏ Wanda Metropolitano để tìm một bến đỗ tiềm năng hơn. Tuy vậy, những dự báo tiêu cực trên có thể sẽ sớm chấm dứt khi ông thầy 53 tuổi được cho là có kế hoạch gặp ban lãnh đạo đội bóng vào cuối mùa này và không loại trừ khả năng đồng ý gia hạn hợp đồng. Việc Mauricio Pochettino đồng ý trở thành huấn luyện viên trưởng của Chelsea đã được xác nhận và giờ là lúc các chi tiết của bản giao kèo giữa hai bên đang được làm rõ. Theo tờ The Times, tập thể Tây London đã hướng đến một thỏa thuận có thời hạn 3 năm với ông thầy người Argentina. Đây là bước quay lại của The Blue với những bản hợp đồng có thời hạn vừa phải sau khi họ từng trao cho Graham Potter một giao kèo lên đến 5 năm. Thêm một thông tin liên quan đến Chelsea thì một tiền đạo chất lượng sẽ là mục tiêu hàng đầu của The Blue trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đây được cho là việc bắt buộc phải làm với tập thể Tây London việc họ có gọi lại Lukaku hay không. Được biết, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ ngồi lại với tiền đạo người Bỉ vào tháng 6 tới và cho đến hiện tại thì phía Inter Milan vẫn chưa có động thái nào liên quan đến chân sút 30 tuổi. Do chấn thương liên miên trong thời gian ở đây nên Ferland Mendy hiếm khi được trọng dụng ở Real Madrid và đang đối diện nguy cơ bị kênh kênh trắng thanh lý trong mùa hè tới. Tuy vậy, với tài năng đã được khẳng định thì cầu thủ người Pháp cũng không thiếu những bến đỗ tiềm năng. Theo đó, Arsenal cùng Tottenham được cho là đều đang nhắm đến nhân tố 27 tuổi và sẵn sàng cho một vụ chuyển nhượng. Về phía của Mendy thì cầu thủ này cũng có những yêu cầu riêng khi đang tìm kiếm một giao kèo có thời hạn khoảng 3 năm. Mặc dù không hoạt động trong cùng một quốc gia nhưng có vẻ như sự thù địch giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid đang lớn hơn bao giờ hết. Theo đó, vì những mâu thuẫn trong quá khứ mà dường như ở Bernabeu đang có một luật ngầm, đó là sẽ không chi bất kỳ một euro nào trong lớn nước Pháp trên thị trường chuyển nhượng. Thông tin thú vị trên đã được Marca tiết lộ và chúng ta hãy cùng đợi thời gian để kiểm chứng tính xác thực của nó. Đại chiến giữa Man City và Real Madrid chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra và Bernardo Silva vừa có động thái đẩy sự căng thẳng của cuộc đấu kể trên lên cao. Theo đó, nhân tố người Bồ Đào Nha đã nhắc đến việc một vài ngôi sao của hai bên có thể đoạt quả bóng vàng có phát biểu. Nếu Hà Lan vô địch EPL và Champions League, bạn có thể đưa cậu ấy vào cuộc thảo luận về Ballon d'Or. Tất nhiên, bạn cũng có thể nói điều tương tự về Vinicius nếu Real Madrid lên ngôi ở Champions League. Liverpool nhiều khả năng sẽ thay máu hàng loạt trong hè này và có thể hàng công sẽ là nơi được đội chủ sân Anfield ưu tiên nâng cấp. Theo đó, The Kop được cho là một trong những bên quan tâm đến việc có được chữ ký của tiền đạo Tammy Abraham của AS Roma. Được biết, ông lớn nước Ý cũng sẵn sàng chia tay nhân tố 25 tuổi nếu nhận được một mức giá phù hợp. Do đó, vấn đề của lữ đoàn đỏ hiện tại chỉ còn nằm ở việc họ sẽ phải cạnh tranh với một vài ông lớn khác cũng muốn có Abraham mà thôi. Thương vụ đổi chủ của Man United vẫn đang diễn ra vô cùng kịch tính và có nhiều ẩn số. Việc này không chỉ khiến các Manusian rất sốt ruột mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuyển nhượng của huấn luyện viên Erik ten Hag. Chính chiến lược gia người Hà Lan đã bày tỏ quan điểm của mình qua phát biểu: "Tôi luôn theo đuổi những tiêu chuẩn cao, do đó tôi đang lên kế hoạch cho đội hình cho mùa giải mới. Tuy vậy, việc quyết định xem có đủ tài chính hay không lại tùy thuộc vào người khác." Barcelona đang rất khẩn trương trong kế hoạch tái ngộ Lionel Messi và người xuất sắc nhất trong chiến dịch lần này của ông lớn xứ Catalan là chủ tịch Joan Laporta. Tuy vậy, theo một cựu huấn luyện viên của Blaugrana là Koeman thì hành động kể trên của vị quản lý 60 tuổi ngoài yếu tố chuyên môn còn có ý nghĩa danh dự. Theo đó, ông thầy người Hà Lan đã thẳng thắn bóc trần người sếp cũ qua phát biểu: "Laporta muốn giữ thể diện bằng cách mang Messi trở lại bởi vì ông ta được biết đến là người đã để cậu ấy ra đi." Trong một tuần gần đây thì thông tin về việc Thomas Müller đang tìm đường rời Bayern Munich đã rầm rầm xuất hiện và buộc bộ sợ ồn xám phải có kế hoạch xử lý. Theo đó, sau huấn luyện viên Thomas Tuchel và CEO Oliver Kahn thì đến giám đốc thể thao Hasan Salihamidžić cũng ngọt nhạt với ngôi sao người Đức có phát biểu: "Tôi nói chuyện với Müller mỗi ngày và nếu những tin đồn là sự thật thì cậu ấy sẽ nói trực tiếp với tôi. Thomas là Bayern và Bayern là Thomas." Như vậy là chúng ta cũng đã tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về bóng đá thế giới trong 24 giờ qua. Một tuần mới lại bắt đầu và chắc chắn là Túc Cầu sẽ chứng kiến các tin tức nóng hổi trong những ngày tới. Các bạn hãy nhớ cập nhật liên tục các chuyển động của những đội bóng tên tuổi tại hệ thống kênh của huấn luyện viên Anh Quân. Còn giờ thì xin chào và chúc các bạn có một ngày vui vẻ và bình an.